Trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình hôm nay phản ánh về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người lao động trong phát triển kinh tế, văn hóa. Quý vị thân mến, học kỳ 1 năm học 2020-2021 vừa kết thúc. Để tạo cho các em một sân chơi bổ ích để vừa ôn tập lại kiến thức, vừa giúp các em học mà chơi, chơi mà học, Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2 đã tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường. Dù mới là lần đầu tiên triển khai, nhưng cuộc thi đã cho thấy khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức của các em học sinh tại ngôi trường giàu truyền thống này. Đây là không khí sôi động của buổi chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường lần thứ nhất do Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2 tổ chức. Cuộc thi đã quy tụ hơn 100 học sinh tham gia vòng loại, trải qua 4 trận thi đấu gay cấn của lượt trận 2. Ban tổ chức đã tìm ra 4 nhà leo núi xuất sắc nhất để chinh phục đỉnh cao cuối cùng, gồm Đỗ Tiến Oanh, học sinh lớp 12A11, Phạm Quỳnh Trang, học sinh lớp 12A10, Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 10A1 và Nguyễn Thị Hà, học sinh lớp 11A11. Các phần thi gồm khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi, khí thế và hồi hộp. Các thí sinh đã thể hiện sự tự tin vốn có của mình khi trả lời các câu hỏi khá nhanh ở các vòng thi. Gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi là Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 10A1. Mặc dù là học sinh năm thứ nhất của nhà trường, nhưng với kiến thức rộng cùng với sự nhanh nhạy, Hiếu đã gây bất ngờ cho người xem khi đưa ra những câu trả lời đúng, giành về cho mình những số điểm cao. Kết thúc cuộc thi, Nguyễn Trung Hiếu đã xuất sắc về đích với số điểm cao nhất 180, giành vòng nguyệt quế của cuộc thi. Em cũng rất lo lắng khi bắt đầu thi là ba chị học ở lớp 11, 12 và là những lớp rất giỏi của trường ạ. Và các chị vào đây cũng chứng tỏ được sự sức mạnh của các chị là không thể nào kinh thường được ạ. Và em cũng rất vui và vỡ òa khi biết mình chỉ chiến thắng chị đứng ở vị trí thứ hai là chỉ có 10 điểm thôi ạ. Và em cũng rất cảm ơn đến các bạn học sinh lớp 11, cô giáo và người thân của em khi đã đến để cổ vũ cho em ạ. Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh. Nhờ đó mà các thí sinh được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành các phần thi của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay thì cháu cảm thấy đây là một chương trình hết sức là ý nghĩa và hết sức là bổ ích, tạo cho chúng cháu được một sân chơi rất là lành mạnh, thú vị. Và đối với cháu là có cảm nhận là các bạn, các nhà leo núi ngày hôm nay là những người rất là xuất sắc và là những người mà chúng cháu rất là đáng ngưỡng mộ. Mục đích việc tổ chức cái cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường của Trường Trung học phổ thông số 2 tạo cái sân chơi trí tuệ cho các em học sinh nhà trường để khơi gợi cái niềm yêu thích đối với tất cả các cái môn học, các cái lĩnh vực trong cái đời sống xã hội và cho các em thêm tự tin. Thì ngoài kiến thức sách vở còn có kiến thức ngoài cuộc sống. Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường lần thứ nhất của Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2 cho thấy sự khát khao được vươn lên, được cống hiến, được chinh phục những đỉnh cao tri thức của các em học sinh. Qua cuộc thi, các em được thể hiện mình, nỗ lực học tập, rèn luyện để đạt được kết quả cao nhất. Trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.